Vi fra Oslo. Tốt này. Đây. Class D chạy TDA 5731M. Mọi người nhìn rõ không? 5731M. Nguồn mặt sau là những con phép pin này rắn xem có điện không.
cộng này, trừ này, B1, B2, B3. Ừ. Đó, ok. Ok. Chết một cell nhá, một cell này bị chết, cell này chết mà còn ba cell này thì còn sống, một cell này đi chết thì biết đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái bốn cái cell khác mình thay vào. Lấy với bốn cái cell này thay cho mấy cái cell này. Bye.
ok nha.